Kính thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn lời giới chức trách Hàn Quốc ngày 25 tháng 9 cho biết, số ca nhiễm COVID-19 mới theo ngày của nước này lần đầu tiên lên đến con số 3.000 ca, liên quan đợt bùng phát mới nhất sau kỳ nghỉ lễ Chuseo kéo dài 3 ngày trong tuần này. Chuseo là kỳ nghỉ lễ Tết Trung Thu và cũng được coi là lễ tạ ơn của người Hàn Quốc. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA cho biết, nước này hôm 25 tháng 9 đã ghi nhận thêm 3.273 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên 298.402 ca, trong đó có 2.441 trường hợp tử vong. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Hàn Quốc ghi nhận số ca nhiễm mới COVID-19 theo ngày cao nhất từ tháng 1 năm 2020, vượt qua mức 2.434 ca nhiễm mới trong ngày 24 tháng 9. Theo KDCA, trong số 3.273 ca nhiễm mới trong ngày 25 tháng 9, có 3.245 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 28 ca nhập cảnh. Hơn 77% ca lây nhiễm được ghi nhận trong ngày 25 tháng 9 là ở thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, những khu vực chiếm một nửa trong số 52 triệu dân của Hàn Quốc, theo Reuters. Reuters dẫn lời bà Yong Un Kyung, giám đốc KDCA cho biết, chúng tôi ước tính rằng sự gia tăng trong hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ tạ ơn, cũng như sự gia tăng tiếp xúc giữa người với người có thể là những lý do chính dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ, bà Yong cho hay. Sự bùng phát của biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao hiện nay đã góp phần làm tăng số ca nhiễm, bà Yong nói trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 9. Theo bà Yong, số ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày có thể tiếp tục tăng trong một hoặc hai tuần tới. Người đứng đầu KDCA kêu gọi người dân Hàn Quốc hoãn hoặc hủy bỏ các cuộc tụ họp cá nhân trong khoảng thời gian này. Theo KDCA, tỷ lệ tử vong và số bệnh nặng vì COVID-19 ở Hàn Quốc vẫn ở mức tương đối thấp và ổn định, lần lượt ở mức 0,82% và 339 ca. Giới chức trách Hàn Quốc khuyến cáo những người trở về sau kỳ nghỉ Chuseok nên đi xét nghiệm ngay cả khi có những triệu chứng nhẹ nhất của COVID-19, đặc biệt là trước khi quay lại làm việc. Tính tới ngày 23 tháng 9, Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa COVID-19 cho 73,5% dân số, trong đó có 45% tiêm đầy đủ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những nút hấp dẫn.